Ngày 30 tháng 10, liên quan vụ giẫm đạp đêm Halloween khiến ít nhất 151 người chết ở Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận một công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp tại khu Itaewon. Phía cảnh sát Hàn Quốc cho biết công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ việc có tên T, sinh năm 2001, và cho biết thêm cơ quan cảnh sát đang tiến hành các biện pháp xác nhận và khẳng định nhân thân chi tiết của nạn nhân. Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Nguyễn Việt Anh đã đại diện cho Đại sứ quán tới các bệnh viện có thông tin công dân Việt Nam bị thương và thiệt mạng để thăm hỏi và trực tiếp xác minh thông tin. Bệnh viện Hàn Quốc cho biết một số công dân Việt Nam bị thương nhẹ trong vụ việc có tình trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.